Thưa quý vị, như vậy là sau 9 năm dòng dã đàm phán, Hiệp định Thương mại FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đã chính thức được ký kết. Hiệp định này được hy vọng là sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam khi cánh cửa thị trường EU rộng mở. Những sản phẩm trà của doanh nghiệp này đã xuất khẩu sang thị trường châu Á gần 20 năm nay. Thị trường châu Âu, doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực chinh phục. Khi EVFTA giữa Việt Nam và EU chuẩn bị được ký kết, chủ doanh nghiệp đã nhanh chóng tham gia các chương trình kết nối để giới thiệu sản phẩm đến với các doanh nghiệp Ba Lan, một trong những nền kinh tế lớn trong khối Liên minh châu Âu EU. Đó là cơ hội rất là tốt cho Việt Nam mình, là giống như cái thuận lợi, tạo một con đường đi cho Việt Nam mình đi nó thuận lợi hơn để đem nông sản Việt Nam để đưa vào thị trường châu Âu. Thì đặc biệt là về phía châu Âu á, và khối cộng đồng đặc biệt là Đông Âu, thì thị trường này mình thấy rất là mở và họ rất cần về nông sản rất là nhiều. Đón đầu cơ hội từ EVFTA cho các doanh nghiệp, Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tổ chức xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hai nước. Hai đơn vị thậm chí còn ký kết hợp tác để cùng nhau hỗ trợ kết nối thị trường cho doanh nghiệp. Tranh thủ những cái ưu đãi trong cái hiệp định FTA giữa Việt Nam và cộng đồng châu Âu, trong đó có Ba Lan, thì chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể như sau. Một là trong cái quý 3, quý 4, chúng tôi sẽ đưa đoàn doanh nghiệp Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thị trường Ba Lan đến với Ba Lan để cùng với các tổ chức thương mại Ba Lan kết nối về thương mại, nhận xét về cái thị trường này để coi cái sản phẩm nào gọi là tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam để chúng tôi chỉnh chu lại từ cái vấn đề bao bì, chất lượng và cạnh tranh giá cả. Hiệp định này sẽ giúp kết nối kinh doanh giữa châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng với Việt Nam. 99% hàng rào thuế quan sẽ được gỡ bỏ. Ngoài việc trao đổi về hàng hóa, thì các thủ tục về thuế quan, hải quan, về luật pháp sẽ được nới lỏng hơn, giúp cho việc xuất khẩu sẽ dễ dàng hơn. Ở Việt Nam có nhiều loại nông sản rất ngon và có thể xuất khẩu sang các nước châu Âu. Ở chiều ngược lại, chúng tôi có những công nghệ hiện đại có thể hỗ trợ việc làm nông nghiệp. Bên cạnh đó, sau hiệp định này, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp Ba Lan đến đầu tư tại Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nước này đang rất cần nhập khẩu các loại nông sản như trái cây, rau củ từ Việt Nam. Ở chiều ngược lại, sữa và dược phẩm sẽ là hai sản phẩm mà Ba Lan xuất khẩu nhiều vào Việt Nam. Các sản phẩm này cũng là nhóm hàng có dư địa xuất khẩu của hai nước trong thời gian tới. Trong năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan đạt gần 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 60% so với năm 2017. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan đạt gần 1,33 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 72%.